Rồi tọa độ đỉnh xong rồi tới gì? Tới trục đối xứng hả? Trục đối xứng. Trục đối xứng là 1 3 phải Dạ. không? Trục đối xứng là 1 3. Xong rồi tới gì nữa? Bảng biến thiên đúng không? Bảng biến thiên. Thì thật ra cái bảng biến thiên em muốn vẽ hay vẽ là tùy em. Cái bảng biến thiên nó chỉ giúp em cái đầu em mường tượng cái đồ thị nó như thế nào thôi. Còn nếu em không vẽ không sao cả, trong sách nó có vẽ bảng biến thiên khỉ gì đâu. Ok chưa? Rồi thì vẽ bảng biến thiên cho coi nha. Rồi, vẽ biến thiên. Đây. Rồi đây là ủa lộn như vẽ theo lớp 12 rồi, đây là x, đây là trừ vô cùng đúng không? Đây là cộng vô cùng đúng không? Đây là y. Cái này là hệ số a dương hay âm, mấy em trả lời cho thầy ơi. Dạ dương. Dương là dương lõm nha. Dương là nó lõm rồi. Dương ở lõm thì này là 1/3. Rồi này là -4/3 đúng không? Ok chưa? Rồi em thấy nó có kết luận đồng biến nghịch biến cái gì không? Có kết luận đồng biến nghịch biến cái gì không? Không. Dạ không. Không kết luận đồng biến nghịch biến. Dạ không. Không kết luận biến vậy các em có cần không? Nói chung là cần hay không cần là do mấy em thôi. Hiểu ý thầy nói không? Nhưng mà nếu sách giáo khoa không cần thì em cũng không cần để em bị sai một cái gì đó, không cần thiết. Em có thể nói ví dụ về vẽ ba bon, kêu vẽ ba bon thì vẽ y ra sách giáo khoa. Và nếu mà thầy cô nào chấm em sai đúng không, em trình lên tổ trưởng tổ toán nói sách giáo khoa vẽ vậy thì em vẽ vậy thôi thì đâu có gì sai đâu mà trừ điểm em đó. Thì ý là khuyên các em đi thôi. Về cái vấn đề trình bày tự luận thì nó kiểu thầy thầy nói á, là rất là người giáo viên họ bảo thủ á. Thì chưa hiểu cái thuật ngữ thầy đang nói không, thầy dùng cái từ bảo thủ luôn á, Dạ hiểu. tức là họ họ bắt các em phải phải như một cái con robot, tức là các em không được quyền suy nghĩ riêng, các em không được quyền suy nghĩ riêng và họ sẽ không nghe em giải thích đâu. Cho nên để em có một cái lập luận chặt chẽ thì tốt nhất là bám sách khoa, được chưa? Tóm lại là em có thể thêm bất cứ cái gì nhưng mà đừng bao giờ thiếu cái sách khoa, ok chưa? Rồi bây giờ tới thầy cho điểm nha. Thầy cho điểm, thầy khuyên em nè, cho điểm nè, thầy ghi chữ cho điểm nha. Thầy ơi, Gì? nghe chỗ mà y dương vô cùng á thầy, Ừ. sao hai cái đó thì điều dương em chưa hiểu ngay chỗ đó thầy. Rồi, tại giờ em tưởng tượng ơi, có một cái gì đó nó lao xuống rồi có một cái gì đó lao lên thì cái gì đó mà nó không xác định này ở đây thì nó chỉ có thể là dương vô cùng thôi, nó không thể là âm vô cùng. Hiểu không? Một cái gì đó lao xuống số trừ 4/3 và một cái gì đó từ trừ 4/3 lao lên mà hai cái đầu móc này nè nó lại là vô cùng thì theo em á nó sẽ tạo ra cái gì, nó sẽ tạo ra số mấy? Nếu ở đây em điền số 1000 cũng sai luôn, tại vì cái đầu này ít nó từ âm vô cùng mà. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu hiểu ý thầy nói không ta? Dạ hiểu, nhưng mà ví dụ do kiểm tra mình quên thì cái đó có bị trừ điểm không thầy? Không, thầy đã nói em rồi, thật ra em chẳng ghi cái bảng biến thiên này em có bị trừ điểm không, tất cả trả lời cho thầy coi. Dạ không. Không, tại vì thật sự là trong sách giáo khoa nó có để cái bảng biến thiên này không? Dạ không. Không, bình thường. Hiểu ý thầy nói không? Trong sách giáo khoa nó không hề là về cái ví dụ về bé bon nè, về cách vẽ bagabon nè, là nó đâu có để cái bảng biến thiên này đâu, cho nên em không vẽ biến thiên cũng được mà. Hiểu thầy nói không? Nhưng mà thường á, em để bảng biến thiên á thì nó sẽ giúp em dễ nhìn cái đồ thị hơn thôi. Rồi bây giờ coi thầy cho điểm không, em hiểu nha. Rồi bây giờ cho điểm nè, mình kẻ một cái khung, đây là x, đây là y, ok chưa? Thì em thấy trong sách nó cho điểm là nó cho thủ công, còn tụi mình là cho cái bảng thì cái bảng nó dễ nhìn hơn, có hiểu ý thầy nói không? Có hiểu ý thầy nói ở cái bài nào? Tức là ở trong đây nó ghi thủ công, ví dụ nó ghi x bằng mấy, y bằng mấy, ghi theo tọa độ nè. Còn tụi mình ghi cái bảng luôn, là cái bảng có thể nhìn thấy dễ hơn á. Còn nếu em ghi như vậy á thì cái dữ liệu nó, cái data nó phân tán tùm lum á, tốt nhất là thầy kêu là cho bảng đây là dễ nhất, được chưa? Mà cô em lại kêu cho cái thủ công đó này.
thì cái chủ cũ công nó cho bảng thì nó như nhau thôi em, nó đâu khác, nó như nhau thôi. Nhưng mà quan trọng là em không biết cho cái cách thủ công đó là cho làm Rồi từ sao. từ thầy nói cho cách cho. Rồi bây giờ đầu tiên là các em phải hiểu cái đỉnh không thể thiếu đúng không? Cái đỉnh là không thể thiếu là hằng 1 phần 3 với hằng trừ 4 phần 3 không thể thiếu đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì thầy nói cho em nè. Ở trên đây á nó bắt là giao OSOE. Ở trên đây nó bắt giao OSOE nhìn nè. Ở đây bắt giao OE với giao OS đúng không? Thì thầy sẽ thích cho em giao OS giao OE là gì? Nè, xác định tọa độ giao điểm của ba bon với trục tung và trục hoành nếu có. Rồi anh thầy giải thích cái trục tung và trục hoành là gì, nhìn lên dashboard. Nhìn lên dashboard. Thầy lấy cái dashboard lên cái. Và là thầy lấy cái geometry đi. Thầy, Gì? hồi thầy nhìn cái bài mà em gửi cho thầy á, Ừ. cái gì nó kiểu hồi chiều em giải cái đó, cô kia em giải cách đó đó thầy. Thì thầy nói với em rồi, nó có rất là nhiều cách để chúng ta làm. Nó có rất là nhiều cách để chúng ta làm. Chủ yếu là cái cách, chủ yếu là em hiểu nó thôi. Em hiểu nó và em phải bám sách giáo khoa, em hiểu không? Nó có hai thứ mà mấy em nên nhớ để trình bày một cái bài tự luận nó chặt chẽ nè. Thứ nhất nó phải là cách em hiểu. Thứ nhất nó phải là cách Thầy em hiểu. thầy ơi, Gì? Thứ hai thầy nó phải đầy đủ hả những gì cần thiết cho sách khoa. dạ Sao trả lời? dạ thầy nói xong rồi em nói. Rồi thầy nói nè, thứ nhất nó phải là cái cách vẽ mà em hiểu, thứ hai là nó phải đầy đủ những gì cần thiết cho sách khoa. Rồi nói đi, thầy nói xong đó. Dạ thầy, kiểu như là em nghĩ mình nên giải theo hướng mà thầy cô trong lớp đấy, tại vì kiểu tụi em sợ bị đì á thầy, kiểu không, nếu mà không có giải theo ý của người ta thì người ta cảm thấy sao á, nên là kiểu nhiều khi bị trừ điểm á thầy. Nếu mà em kêu thầy dạy giống thầy cô của em á thì có một cái vấn đề nè, thì mỗi thầy cô mỗi khác làm sao thầy có thể dạy giống được, thầy chỉ có thể dạy cho em giống sách giáo khoa thôi, hiểu ý thầy không Tiền? Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Thầy rất là muốn giúp em, nhưng mà ý thầy nói á, đối với học sinh á thầy thường dạy cái tri thức hơn là dạy cái cách nó ghi nhớ, tức là khi các em có cái tri thức rồi các em có thể trình bày những gì mà mình mong muốn, cái đó mà là cái mà hướng tới. Và mấy em muốn có một cái nhận thức chung á, thì các em nên bám sách giáo khoa là tốt nhất. Còn nếu như các em bám thầy cô mình thì đó bắt đầu lại tiêu cực trong giáo dục. Lại tiêu cực, các em lại tạo một cái điều kiện cho thầy cô tiêu cực. Và các em từ lớp 7, từ lớp 6, lớp 9 các em gặp chuyện đó hoài, mấy em không 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 tản hả? Được chưa? Như vậy thì nếu giả định như em muốn theo kiểu là copy đi chăm chăm để lấy điểm á, thì thầy không biết nó làm sao nữa. Cái đó thì thầy nghĩ là em nên Dạ nghĩ không thầy. phải này, không không phải ý của em á, là không phải ý là copy thầy. Thầy hiểu ý em nói, tức là phải theo thầy cô đúng không? Nhưng mà thầy Dạ cô đúng phải rồi. lấy từ đâu ra? Phải lấy từ sách giáo khoa đúng không? Nhưng mà sẽ có một vài thầy cô họ rất là bảo thủ, em hiểu không? Là thay vì mà họ theo sách giáo khoa thì họ chỉ muốn theo bản thân họ thôi. Và nếu mà bây giờ thầy lại lại nghe theo em, theo cái người thầy cô đó đó, thì nó sẽ có một vấn đề là ở trường em rất nhiều thầy cô, mình sẽ không thể nào mình thống nhất chung một cái lời giải được. Dạ. Cho nên Bây cách giờ em làm, bây giờ em làm theo thầy rồi vô kiểm tra em có bị trừ điểm không? trời trời mấy người này không nghe tôi nói. Hồi nãy giờ thầy có kêu các em làm theo thầy không? Lúc thầy dạy các em thầy có kêu các em làm theo thầy không? Thầy không hề nói, thầy chỉ hỏi các em là hiểu hay là không hiểu thôi. Thầy đâu có kêu các em ghi theo thầy đâu, thầy chỉ kêu các em là ồ các em chép bài những cái gì mà mình hiểu thôi. Rồi cái việc mà các em trình Nhưng bày một mà cái bài cái toán em đó. là hiểu như cái cách của thầy ở đây. Rồi tiếp nè, nghe Bây giờ nè, cách của trường em không hiểu. nghe, đọc hai cái dòng cuối mà thầy ghi, thầy mới ghi hai cái dòng cuối đó, đọc đi, đọc đi, đọc lại cái nữa đi. Thứ nhất nó phải là cái gì? Phải là cái gì? Phải là cách em hiểu đúng không? Thứ hai nó phải như thế nào? Nó phải đầy đủ những gì cần thiết trong sách giáo khoa, đúng chưa?
thì đối với một cái bài vẽ Parabon thầy thấy có gì đâu ghê gớm chạy, chỉ cần là em áp áp vô những cái gì cần thiết cho sách khoa là được rồi. Nè đây nè, sách khoa ghi rõ ràng nè, thấy chưa, hiểu chưa, tại mấy đứa này hiểu ý thầy nói không? Còn nếu như em cố em làm hài lòng tất cả mọi người, em làm hài lòng tất cả giáo viên hả, là em bị xì chết luôn á, em bị xì chết. Em cứ tự tin lên đi, tự tin lên, tự tin lên, đừng có sợ quá. Còn nếu em sợ hả thì em lại quay giờ em đi học thêm họ đi, hoặc là em quay giờ em cứ copy chậm chậm thì nó lại quay về cái problem mà thầy thường nói đó, lại quay về cái problem là em sẽ không tự tin trong vấn đề mà em trình bày cái lý luận của mình. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp nè, nghe. Bây giờ nghe thầy nói tiếp nè. Như vậy á, đối với một cái bài về đồ thị á thì thầy khuyên các em là không nên giao XOE, là tại sao? Nó sẽ có những cái parabol mà nó giao XOE rất lớn. Nhưng mà nếu mà theo bài bản sách khoa thì người ta cần giao XOE thì em bỏ vô thôi. Rồi bây giờ nhìn nè, nhìn cái algebra nè. Ồ, để thầy chuyển qua thì chị đó ai é parabol cho coi. Sao nó đứng máy rồi trời? Có hỏi là thầy chạy hai phần mềm nó chạy không nổi á. À, nó bị lắc mà mấy em, nó bị lắc. Ok lên này. Rồi. Y bằng ví dụ nha, thầy ví dụ một bài nha, ví dụ như bài y bằng x bình trừ 2x chẳng hạn. Example. Rồi. Nghe thầy nói nha. Cái trục OI là cái trục đứng, biết cái trục OE không, là trục đứng này nè. Còn cái trục OS là cái trục nằm ngang, còn cái đỉnh là cái này, thấy chưa, cái đỉnh là cái này. Ok, bình thường thì giải các em giải vẽ một cái parabola thì các em vẽ như thế nào? Đầu tiên chúng ta xác định cái tọa độ đỉnh đúng không, xong rồi chúng ta cho đại hai điểm nằm đối xứng hai bên, là chúng ta có thể vẽ cái parabola dựa vào 5 điểm đúng không? Nhưng mà cái sách giáo khoa á, nó cần thêm hai thứ. Được chưa? Một thứ là giao OS là cái điểm cắt ngay đây, đây. Một thứ là giao OS là cái điểm cắt ngay đây. Một thứ là giao Y là cái điểm cắt ngay đây. Hai cái thứ này. Được chưa? Như vậy á, thầy đối với một bài Parabol thầy khuyên nha, thầy khuyên các em luôn. Đó là mình cứ vẽ bình thường, cứ vẽ bình thường. Nhưng lại thêm giao OS OY. Được chưa, mình cứ vẽ bình thường như vậy. Bây giờ coi thầy dạy cho bình thường nghe, bây giờ 1/3 mà em đi hai em đi đối xứng giống thầy thì em đi như thế nào coi nha. Từ từ đưa đây, ví dụ bài này 1/3, 1/3 mà em qua bên phải là nhiêu, theo mấy em là 1/3 em muốn qua bên phải bao nhiêu? Nghe đây là 1/3 nè, bây giờ mình lấy đối xứng với thầy cái đi, lấy đối xứng với thầy cái đi các em. Tỉnh. Bây giờ các em muốn qua đây bao nhiêu? Nói cho thầy cái đi, một đứa nói đi. Bây giờ muốn đi qua đây bao nhiêu? Cứ lấy đại một Giờ một số. bước lấy đọc chỉ đọc mình lấy số lẻ số hợp phân luôn này. Rồi, lấy một bước đúng không? 1/3 mà đi một bước ra 4/3. Đúng không? Dạ đúng. Rồi 4/3 mà lại đi một bước nữa ra nhiêu vậy? Ra nhiêu? Ừ. Dạ 7/3. 7/3. Rồi 1/3 mà mình lùi một bước ra nhiêu? Dạ trừ 2/3. Trừ 2/3. Trừ 2/3 mà mình lùi một bước nữa ra nhiêu? Đấy. Trừ 5/3. Trừ 5/3. Rồi bây giờ thầy sẽ mô tả đầy đa lên đây cho mấy em coi nha, bình tĩnh nha. Bây giờ cái gì mà không hiểu thì nói thầy liền nha, thầy sẽ nói cái này tại sao nó vậy, rồi tại sao nó như thế kia. Rồi có thể mô tả đầy đa nè, đầu tiên là trừ 5/3, tiếp theo là trừ 2/3, rồi 4/3, 7/3 đúng không? Rồi mấy em con cái data ở dưới chữ y cho thầy đi. Cái chữ y là mình lấy từ cái data của chữ x đúng không? Rồi lấy data dưới y cho thầy. Trừ 5/3 là nhiêu vậy? Nhiêu 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 alo,
không hết nhiêu con từ năm ba coi chạy mấy đứa này 32/3 phải không, Dạ, 3/3. 32/3. Em không cần phải giống thầy như em mà, nhưng mà thầy thầy làm cái em phải hiểu nha, thầy làm cái em phải hiểu là tại sao thầy làm vậy. 5/3 rồi, 4/3 con, 4/3, 5/3 luôn đúng không? Thì chắc chắn thằng này cũng là lại mình lấy đối xứng mà, 32/3. Rồi bình tĩnh nha. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn năm cái tọa độ điểm này lên trên mặt phẳng tọa độ cho các em coi. Đây. Thầy bây giờ thầy tắt cái đồ thị đi. Thầy tắt cái đồ thị, bỏ cái đồ thị luôn đi. Để cái này nhỏ lại. Có phải là cái này nó chiếm dung lượng nhiều quá. Rồi một cái điểm đầu tiên, ủa à cái em post ngay đây, cái điểm đầu tiên là thì đặt nó điểm A đi, là trừ 5/3 với 32/3 đúng không. Cái điểm tiếp theo, cái point A là cái điểm A nha, cái điểm tiếp theo là cái point B, là điểm B là trừ 2/3 với mấy, 5/3. Ok đây là điểm B. Cái point C là 1/3 trừ 4/3. Cái point D là 4/3 với 5/3. Cái point E là bằng 7/3 với 32/3. Ok chưa? Rồi bây giờ mình đánh. Bây giờ đây có phải là 5 điểm mà em nó cho không? Đây có phải là 5 điểm mà em nó cho không? Đúng chưa? Đây là 5 điểm. Như vậy thầy hỏi các em nè, từ 5 điểm này các em có thể dựng được cái ba bon hay chưa? Trả lời thầy được hay chưa? Dựng được cái ba Dạ bon một được, cách chính xác. dạ được. Được. Được đúng không? Được thầy, ai được thầy bấm một cho thầy cái đi. Ai hiểu cái gì nãy giờ thầy dạy, cái này là hồi trước thầy dạy đúng không? Đó, chúng ta dựng được ba bon. Ok. Yes, chúng ta sẽ dựng được cái ba bon. Nhưng trong sách giáo khoa nó cần hai thứ nếu có. Giờ thầy đọc định lý số pha cho em coi. Đây trong sách giáo khoa nó nói nè, xác định giao điểm của các trục tọa độ, em hiểu không? Xác định giao điểm của parabol với trục tung và trục hoành nếu có. Như vậy giả định như nó không có giao điểm với trục hoành đó thì chúng ta không có cần tìm, còn trục tung là chắc chắn có. Rồi thầy giải thích cho em giao điểm với trục hoành và trục tung là gì, các em hiểu thì nó nói thầy nha. Giao điểm của parabol này với trục hoành là cái điểm nằm ngay đây nè, là cái điểm nằm ngay đây nè, với một cái điểm nằm ngay đây nè. Nhìn thấy hai điểm này không? Giao với trục hoành là hai cái điểm này nè, còn giao với trục tung là cái điểm nằm ngay cái tay thầy chỉ nè. Nhìn thấy thì nói thì bấm một, thầy chỉ lại nha. Giao với trục hoành là một cái điểm hoành thôi nha, là hai điểm, một điểm nằm ngay cái tay của thầy với một cái điểm nằm bên đây trái phải. Bây giờ các em phải tưởng tượng tí xíu để thầy thầy hết cho em hiểu. Ngay cái tay là giao hoành nè, hoành là cái trục ngang á, được chưa? Hoành là trục ngang, được chưa? Là hai cái tay thầy đang chỉ nè, giao hoành. Rồi giao tung là ngay cái tay thầy đang chỉ nè. Rồi thầy vẽ cho em coi nó sẽ ra được giao hoành giao tung y bằng gì. Từ từ, cái đề đâu rồi? Y bằng 3x bình trừ 2x trừ 1 đúng không? Y bằng 3x bình trừ 2x trừ 1. Ok, mấy người thấy không? Mấy người thấy ba cái điểm giao hoành giao tung không? Hai điểm giao hoành, một điểm giao tung. Rồi nhìn thấy thì bấm một giùm thầy đi. Nhìn thấy hai điểm giao hoành, một điểm giao tung. Nhìn thấy thì bấm một, thấy thì bấm một. Thấy thì bấm một, thấy thì bấm một. Còn không thấy thì bấm không nha. Nó có hai điểm cắt trục hoành và một điểm cắt trục tung, được chưa? Như vậy các em có thể vẽ giống thầy, nhưng thêm phần giao hoành tung thôi. Ok nha mấy bé bì. Như vậy thầy sẽ dạy các em giao hoành với giao tung nha. Giao tung là cho x bằng 0 là ra được giao tung, còn giao hoành á là cho y bằng 0. Ok chưa?
Bây giờ các em hãy tìm với thầy nha. Bây giờ con hãy tìm rồi các em hiểu luôn nha. Từ từ. Sao từ từ, Quy, Hoàng Quy hỏi gì? Cần thầy nói cái gì, cần thầy nói lại cái gì? Từ từ, thầy là sao? Thầy giao tung là cho ít bằng không. Tung, ok, tung là cái gì? Bò từ, để thầy giải thích cái nghĩa tung nha. Tung là cái đường nằm đứng. Tung là cái đường OA nè. Rồi, tại sao cho bằng không? Bình tĩnh. Calm down. Bình tĩnh. Tôi giải thích cho hiểu. Thầy dạy các em á, không có cái gì, không có cái gì mà thầy nói mà thầy không giải thích. Được chưa? Rồi bình tĩnh nha. Bây giờ á, thầy sẽ tắt cái thầy sẽ mô phỏng một cái thằng đẹp trai nào đó nó chạy trên trục tung cho em coi. Bình tĩnh nha. Thầy sẽ mô tả phỏng một cái điểm T nào này nằm trên tung cho em coi nè. Khi mà nó nằm trên trục tung á, là cái trục tung đó em phải xác định cho thầy nha. Cái khái niệm trục tung á nó được gọi là y trục OY. Trong tiếng Anh nó gọi là E-axis. Axis. Đó. Gọi là tung. Còn trục vành được gọi là OS, gọi là X-axis. Được chưa? X-axis. Ok chưa? Thì cái này là cái định nghĩa chung thôi. Thì mấy em nhớ nha, tung là cái đường nằm đứng, còn vành là cái đường nằm ngang. Được chưa? Hiểu ý thầy nói không? Rồi hiểu bấm một cái đi, hiểu cái này cái đi mà hiểu bấm một. Cái này là cái mà người ta quy ước mà mấy em học ở dưới rồi. Trục tung là trục OA, còn trục vành là trục OS. Cái này các em đã học cái quy ước, mình hãy nghĩ nó quy ước đi. Access rồi thầy xin lỗi sai. Ok. Rồi mất ngữ pháp tiếng Anh tôi luôn. Cây. Rồi không sao, rồi thầy xin lỗi thầy sai. Rồi. Access đúng rồi. Lâu lâu thầy ghi sai chính tả rồi đó. Thông cảm thầy nha. Rồi. Bình tĩnh, các em phải đồng ý với thầy là nếu mà giao tung thì có phải là một điểm nằm nằm trên tung không? Giao tung thì có phải là một điểm nằm trên tung không? Thì nó gọi là giao tung. Như vậy giao tung thì tại sao x phải bằng không? Các em thấy là ví dụ những cái tọa độ 01, 02, 03, 05 chẳng hạn. Những cái tọa độ này nó có gì đặc biệt hay dễ cho các em? Ví dụ tọa độ 01 là ngay đây. Tọa độ 02 là ngay đây. Tọa độ 0 trừ 2 là ngay đây. Tọa độ 0 7 là ngay đây. Tọa độ 0 trừ 5 là ngay đây. Đó. Hoàng Quy với Quốc Quy có thấy những cái tọa độ 0 mấy, 0 mấy, 0 mấy là nó có gì đặc biệt không? Nó có gì đặc biệt? Đó là nó luôn nằm trên trục tung. Cho nên chúng ta muốn thể hiện một cái tọa độ nào đó nằm trên trục tung, chúng ta sẽ cho x bằng 0. Khi x bằng 0 thì chắc chắn cái tọa độ điểm đó nó sẽ nằm trên trục tung 100% luôn. Rồi, tôi cho mấy người vài phút, mấy người lót đó, rồi mấy người bấm số mệnh của tôi nha. Không rồi một cái gì đó. Không rồi một cái gì đó. Là nó sẽ chỉ di động lên xuống chứ nó không qua trái qua phải. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi không hiểu, từ từ. Ok, tôi sẽ tìm cách cho mấy người hiểu. Rồi, học cách này không hiểu thì tìm cách khác cho hiểu. Rồi. Thầy sẽ biểu diễn một điểm giao tung cho em coi. Thầy biểu diễn gì điểm T bằng 0 rồi A gì đi, rồi thầy di động cái A nha. Rồi các em thấy cái điểm T không? Thầy tắt cái parabol luôn nha. Thôi để parabol đi. Các em thấy cái điểm T không? Thầy sẽ di động thằng này nè. Thấy cái điểm T không? Các em thấy á, cái tọa độ điểm, cái tọa độ T á là một cái tọa độ di động ở trên trục tung đúng không? Đúng chưa? Thì lúc này nó chỉ có cái tung độ thay đổi, tức là cái y của nó thay đổi, còn cái hoành của nó bằng mấy? Nhìn lên đây nè, coi cái hoành của nó bằng mấy? Cái hoành của một cái tọa độ T á bằng không, Đã bằng không. bằng không. Cho nên á, khi mà em nói, khi mà nói á, khi mà nói
đồ thị cắt tung đúng không, thì chắc chắn nha, chắc chắn cái ít nó bằng không, hiểu không? Ví dụ nè, cái thằng quỷ đồ thị này đang cắt tung á, thì thằng x của thằng tung này là phải bằng, ở cái thằng y của thằng tung này phải bằng trừ một, thầy đổi thành trừ một cho em coi, trừ một đó, cái này được gọi là cắt tung nè. Khi mà cắt trục tung thì quạnh thì cái ít nó phải bằng bằng không, ít bằng không, y bằng trừ một, gọi là cắt tung. Cắt hoành thì ngược lại, cắt hoành thì lúc này cái y nó phải bằng không, gọi là cắt hoành, được chưa? Em phải ngồi em nghiên cứu đồ thị một hồi em mới hiểu cái bản chất của cắt tung cắt hoành là cái gì đó. Cắt hoành thì nè, cắt hoành thì nó ngược lại, lúc này thì có tọa độ y nó sẽ bằng không. Rồi em nhìn cái điểm B thầy cho cắt hoành nè, thầy tắt thằng T cái đi, thằng con B nè, khi mà em cắt hoành thì thằng y nó sẽ bằng không, chỉ có thằng x di động thôi, chỉ có thằng x di động thôi được gọi là cắt hoành, đúng chưa? Như vậy nếu mà mấy em hiểu một cách máy móc, mấy em học hai công thức luôn, thầy nói hiểu một cách máy móc mà không hiểu luôn nha, mà em không cần hiểu, tức là em nhớ là cắt tung thì cho x bằng không, còn nếu mà cắt hoành á thì cho y bằng không. Rồi đó là dành cho những đứa lười suy nghĩ, những đứa lười suy nghĩ thì em cứ học như con robot đi, thầy cô nói gì nghe đó, khỏi suy nghĩ. Khỏi suy nghĩ là tại sao cái sự vật hiện tượng nó lại gan vậy, cứ ghi theo thầy cô là có điểm liền đó nè. Cắt tung thì cho x bằng không, còn cắt hoành thì cho y bằng không. Mà thầy nói á, để em hiểu cắt tung cắt hoành á, em phải lên thầy có quay video này lại nè, ngồi đó coi đi coi lại nhiều lần rồi ngồi suy nghĩ, ngồi suy nghĩ một hồi tại sao ông chồng ông nói như vậy, hiểu cái thầy nói không, tại sao ông chồng ông lại nói như vậy đó, mình ngồi mình suy nghĩ nó tại sao khi mình khi mình cắt chuột hoành thì cái y nó lại bằng không đó, nè nó di động lên như nè. Rồi ok chưa? Thầy qua cái này nghe, qua cái này nghe, qua được chưa? Cho thầy qua chưa trời? Qua đi thầy ơi. Rồi tôi nhìn mấy người tôi biết mấy người nản rồi đúng không, mấy người lản rồi. Rồi bây giờ tiếp nè, bây giờ coi thầy cắt tung cắt hoành ở đây nghe, cái đồ thị này nè, cái đồ thị này mà mình cắt tung á là nó ra trừ một rồi đó, em ghi đi, em ghi cắt tung cái đi, ghi dưới này nè, ghi dưới này nè, để thầy ghi, viết thầy ghi, em ghi cắt tung nha, cắt chụp tung, chụp tung là em sẽ có x bằng không, rồi em sẽ suy ra y bằng mấy, x bằng không thì suy ra y bằng mấy các em? Mà không nói này. Không, x bằng không là y bằng trừ một, là tại sao, tại vì cái x nó phải, cái y nó phải đi theo cái x chứ đâu phải tự nhiên x bằng không y bằng không được em, cái x nó phải đi theo cái y này nè, đi theo cái y này nè được không, cái x nó phải đi theo cái y, ok chưa? Trời ơi trời, tôi dạy hàm số tôi nói x, tôi nói hàm số là một cái giá trị đi x là suy ra y mà đó, cho x bằng không thì y nó sẽ bằng trừ một là vậy đó. Rồi bây giờ tiếp nè, bây giờ mình cho cắt hoành đi, mình cho cắt hoành, cắt hoành, cắt trục hoành đi, thầy thấy chữ trục, thấy chữ trục, cắt trục hoành thì thầy sẽ cho y bằng không, thầy mới suy ra, suy ra là lúc này không phải là x, một cái y bằng không nó có hai cái x là mấy em, tại cái này là phương trình bậc hai, cái này là phương trình bậc hai được chưa? Ví dụ như hồi nãy em cho x bằng không ở cái hàm này nè, ở ngay đây nè, thầy chỉ con chuột nè, thì nó chỉ có một giá trị y thôi, nhưng mà lúc này y bằng không nó tới có thể là hai giá trị x hoặc là không có giá trị x, nó tùy thuộc vào cái nghiệm của phương trình bậc hai. Rồi chúng ta đưa vô là 3x bình phương, 3x bình phương đúng không, trừ 2x trừ 1 bằng 0. Bởi vậy mấy đứa sinh viên mà nó thi đại học ngành dược đó, nó kiếm thầy, còn mấy đứa muốn kiếm điểm trong lớp thì nó thường học thêm thầy cô khác,
Là vậy đó, thầy dạy cái chương trình nó nằm ngoài cái phần trường của em luôn à, nên thầy dạy khó hơn nữa. Nhưng mà thầy mong rằng các em làm gì cũng phải bỏ cái óc ra suy nghĩ nha. Cái này là thầy bấm phân cho mặt hai thôi, thì nó sẽ ra hai nghiệm một x, x là một với x bằng trừ 1/3, x bằng 1 với x bằng trừ 1/3, đúng không? Như vậy là tổng cộng mấy em có tới 8 cái tọa độ, là một cái tọa độ là 0 trừ 1. Thầy đặt điểm A nha, A là 0 trừ 1. Rồi tọa độ điểm B là 1 0. Tọa độ điểm C là trừ 3 0. Kết hợp thêm 5 thằng bên đây nữa. Đó, kết hợp thêm 5 thằng bên đây nữa là mấy em vẽ được cái đồ thị rồi. Như vậy là nếu như các em làm theo cách này thì các em cứ vẽ 8 điểm lên rồi các em vẽ thôi. Còn nếu mà mấy em ví dụ bên đây mấy em đã có 3 điểm bên đây đúng không? Thì thầy khuyên nha, thầy khuyên thôi nha, là các em nên bỏ bớt 2 điểm đi. Có thể là mấy em bỏ 2 điểm này ra, không cần phải vẽ 2 điểm này. Các em chỉ cần bỏ 3 điểm này vô với 3 điểm này. 3 điểm này thì em ghi lên một cái bảng. Đó, 3 điểm này em ghi lên bảng. Xong rồi mình vẽ đồ thị ra. Rồi coi thầy vẽ nha, bình tĩnh. Giờ mấy người coi tôi vẽ nè. Tôi sẽ vẽ một cái trang khác nha. Ủa, chết mò rồi. Cái này add trang khác không cho rồi. Như thế nào nhỉ? Thầy kiếm cái whiteboard đi. Và lấy cái whiteboard ra thầy vẽ. Rồi bây giờ thầy vẽ cái coi mấy em hiểu nha. Để thầy lượm cái whiteboard này ra một cái. Whiteboard nè. Mấy em cứ ngồi suy nghĩ đi. Còn mấy em mà không suy nghĩ á, mấy em không suy nghĩ là mấy em sẽ biến thành một con người robot nữa. Là mấy em đi học là chỉ để mấy em để người ta suy nghĩ giùm mình thôi. Hiểu ý thầy nói không? Có thấy thầy viết trong cái introduction không? Cái introduction thầy viết cái gì vậy? Có đọc hiểu thấm cái câu introduction của thầy? Thầy nhớ luôn là trong cái introduction thầy đã viết cái gì? Rồi. Một chút thầy sẽ nói. Cái introduction thầy nói là các em làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Hiểu không? Suy nghĩ là tại sao cái sự việc nó lại diễn ra như vậy. Rồi mình có nên làm theo cái sự việc hiện tượng đó không? Rồi bây giờ coi thầy vẽ nha. Mình đã... Rồi bây giờ nó là có ô sẵn đúng không? Thì bây giờ thầy vẽ chụp ra thôi. Thầy vẽ chụp bây giờ thầy gom cái này lại đi. Thầy phóng nhỏ lại. Bây giờ mình cần cái data thôi đúng không? Mình còn cái data thôi. Rồi bây giờ mình lấy cái data nha. Thầy vẽ chụp bằng viết mực đỏ đi. Kéo xuống đây. Thầy có bữa nay thầy có cái viết rồi nghe. Bữa nay thầy có cái viết rồi. Ok. Không, cái này ở dưới đây tí xíu đi. Tại vì cái này dữ liệu nó hơi lớn. Rồi. Ok, bây giờ khoan hả? Hả điền mấy cái data kia. Bây giờ coi như là thầy sẽ không bỏ hai hàng quỷ này luôn, thầy vẽ hai quỷ vô luôn nha. Thầy vẽ vô luôn, chơi nó luôn. Rồi bây giờ trừ 5 3 là nhiêu vậy? Trừ 5 3 là nhiêu? Trừ 5 phần 3 là bao nhiêu? Không. Trừ 1 phát 6 đúng không? 32 phần 3 là nhiêu? 10 phát 6, trừ 1 phát 6 với trừ 10 phát 6 là ngay đây nè. Trừ 1 phát 6 là tầm ngay đây. Đúng không? 10 phát 6 là mình đếm lên 10 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 phát 6 là tầm ngay đây. Đó, 10 phát 6. Rồi. Ôi ôi tôi để gì lộn. Bây giờ cái điểm là thầy chấm, cái điểm này thì chấm mực xanh nha. Còn cái nét giống á, cái nét giống á là thầy sẽ chấm mực đỏ đây đi, cại nó. Cái nét giống xuống nè, thầy chấm mực đỏ. Đó. Rồi. Ok. Để mi luôn. Cho nên nếu em học thầy là em phải tốn nhiều năng lượng nha. Em phải luyện tập nhiều á. Rồi, bây giờ khi thầy biểu diễn điểm đầu tiên mấy em hiểu không? Hiểu quá một thầy đi. Cái điểm đầu tiên mấy em phải hiểu giùm thầy cái đi. Có hiểu cái điểm đầu tiên thì dễ không vậy? Có hiểu cái điểm đầu tiên không? Cái điểm đầu tiên thì tại vì thầy chỉ lấy cái điểm bên đây thì dễ thôi, trừ 5 phần 3 với 32 phần 3 nè. Mà hồi nãy thầy kêu bỏ đúng không? Thầy chơi luôn, thầy vẽ vô luôn cho em coi á. Thầy vẽ cho luôn. Rồi tiếp bây giờ thầy lấy cái điểm 7 phần 3 với 32 phần 3 nha. 7 phần 3 là nhiêu chạy?
7 phần 3. 7 phần 3 là tầm 2,3 đúng không? Rồi từ từ tôi vẽ cho coi. 2,3 là 2 ô và thêm 0,3 nữa. Là nó tầm ngay đây nè. Nó tầm ngay đó đó. Vì vậy là lên đây. Đó. Ủa? Ngay đây. Ok. Đó. Rồi bây giờ tôi lại lấy nét giống nữa đúng không? Tôi lại lấy giống nữa. Tôi vẽ từ từ cho coi. Mà những cái gì thầy giảng cho em á, thầy có quay video lại nha. Mày có quay video lại. Các em cứ ngồi các em tham khảo đi. Ngồi tham khảo đi. Cái gì mà thầy vẽ sai thì nói lại với thầy. Thầy sẽ nói ừ. Nếu mà thầy sai thì nói thầy sai thôi. Từ từ thầy nét giống xuống. Mà thầy vẽ sai mấy em dễ biết lắm. Mấy em lấy phần mềm mấy em kiểm lại là được à. Rồi đó. Thầy vẽ chậm chậm nha. Mình học chậm chậm thôi các em. Mình không có đi vội nha. Rồi. Ok. Là 2 điểm. 2 điểm bề nha. Bây giờ tới 2 điểm vô trong nè. Trừ 2 phần 3 với 5 phần 3. Trừ 2 phần 3 là thầy biết nó là trừ 0,6. Còn 5 phần 3 này thầy không biết. 5 phần 3 là nhiêu? 1 1,6 đúng không? chấm 1 chấm 6 1,66666. Rồi trừ 0,6 là ngay đây. Trừ 0,6 là ngay đây. Đúng không? Cái này là nó trên 0,5 tí xíu. Rồi 1,6 là ngay đây nè. Ok. Đó thầy chấm. Rồi lại thầy lại lấy nét giống. Thầy lại lấy nét giống. Các em đừng có vội nha, các em đừng có vội nha, các em phải coi thầy, từ từ đừng có vội, cũng đừng có nản nha. Thầy mong rằng các em đừng có nản. Rồi. Rồi, ok. Đó, cái nét giống này nó vậy đó, cái này thêm nét nữa đi. Ok. Thầy có dễ sai gì nói nha, tiếp là bây giờ tới 4 phần 3, 5 3 đúng không? 4 phần 3, 4 5 3 thì biết là 1 1,6 rồi, 4 3 là như vậy 1,2 hả? 1.3 1,3. Ok, 1,3 là nó nằm ngay đây nè. 1,3 nằm ngay đây. Đó. Rồi. Vâng. Giờ hãy chấm ngay đây đi. Ủa sao tự nhiên tôi bấm mượn mực rồi là hãy chấm ở đây đó. Rồi cái nét giống này thì giống bằng tay luôn thì không giống bằng thước nữa đó. Thầy các em có thể giống bằng thước. Tiếp theo là cái đỉnh đúng không? Cái đỉnh là 1 phần 3 với trừ 4 phần 3 đúng không? 1 phần 3 với trừ 4 phần 3, 1 phần 3 là lên đâu? 1 phần 3 là 0,3. Khoan khoan khoan, thầy thấy cái gì sai sai. Thầy sai chỗ này đó, mấy em không nhắc thầy người tình mấy đứa này. Có hiểu thầy sai chỗ nào Mình phải nhắn luôn này. cái điểm Sai này thầy như dễ sai mấy em hiểu không? Bây giờ thầy sẽ hỏi cái sai của thầy có mấy em hiểu không? Ai hiểu điểm số 4, điểm số 4 thầy vẽ sai. Các em lâu lâu các em cũng cũng phải suy nghĩ là các em cần phải có một cái tư duy phản biện người khác đó. Tức là cái kiến thức nó sẽ có được khi mà em có một cái tư duy suy nghĩ, chứ không phải là em cứ nghe theo người khác. Tức là người khác sai cái gì thì em phải có một cái lập luận, là cái đầu của em phải phản xạ liền. Nếu mà sai thì cái cơ sở lý thuyết mình suy nghĩ là tại sao sai, còn nếu nó được thì tại sao được. Các em phải suy nghĩ tập cái cách như vậy á, tập cái cách như vậy đó. Thì cái này là thầy thấy thầy dễ sai nè, tại vì á 1,4 một 4 phần 3 là 1,3 mà thầy dễ có 0,3, cho nên cái điểm này thấy nó kỳ kỳ á. Thầy dễ lại. Rồi 1,3 nó nằm ở đây nè. 1,3 nằm ở đây nè. Đó, 1,3 nè. Cho nên cái điểm mà đây nó nằm ngoài đây mới đúng nè. Đó, thấy chưa, tao nói rồi mà. Rồi, ok. Bây giờ tiếp theo là cái tọa độ đỉnh. Cái tọa độ đỉnh là 1 phần 3 với trừ 4 phần 3 đúng không? 1 phần 3 là 0,3, trừ 4 phần 3 lại là trừ 1,3. Vậy là nó nằm ngay đây, trừ 4 phần 3 là nằm ngay đây. Mình tầm nằm dưới đây nè. Trừ 1,3. Ok. Mà hãy chấm với màu xanh đi, có tao là điểm. Rồi. Rồi các em có thể nói lại. Rồi. Ok chưa? Xong rồi các em lại vẽ ba cái điểm cắt này vô. 0 trừ 1 là một con. 0 trừ 1 có nghĩa là không đi đâu hết mà xuống trừ 1.
là một con, 0 - 1. 0 - 1 là con này. 0 - 1 là con màu xanh. Đúng không? Rồi cái con mà 1, 0 là đây. Rồi cái con mà -3, 0 là ngay đây. -3, 0, what happening? Sao mà -3, 0 được trời? Cái đó là -1/3 thầy ơi. Trời ơi, thầy ghi thiếu đúng không? -1/3. Bởi vì cái -3, 0 là chết rồi. -1/3 hả? -1/3, 0. Rồi, thầy xin lỗi các em. Như vậy -1/3, 0 là nằm ở đây đúng không? -1/3 là -0.3 là ngay đây nè. Rồi bây giờ mấy em vẽ thầy nha. Bây giờ cái ba bon này hãy vẽ nó bằng màu đen nha. Thầy nói nó lại. Thầy nói bằng tay nha. Trời ơi lọt rồi. Lọt. Để thầy đi nét đứng rồi. Người thầy ngắt. Rồi thầy ngắt cái đi, cái kia là thầy từ lên lên xuống. Các em coi thầy vẽ nha, cứ thư giãn thôi các em học với các em học cái giờ tối của thầy là các em thư giãn chứ phải để mấy em xì chét nha. Không phải là để xì chét nha. Trời ơi, mấy người đừng có xì chét giùm tôi, mấy người thư giãn thôi. Ok, xong. À, ok. Như vậy thì thầy bắt đầu thầy đặt cái câu hỏi với mấy em nè. Thầy sẽ đặt một cái problem với mấy em nè. Như vậy theo các em là đồ thị thầy giải đúng hay sai? Đồ thị này thầy vẽ đúng hay sai? Thầy chưa có đề những cái data vô nha, đúng hay sai? Right or wrong? Theo các em đánh giá là đúng hay sai? À. Right. Đúng rồi thầy ơi. Đúng. Deadmau5 anh coi rồi đúng. Rồi. Đúng vậy. Rồi nó có thiếu những gì trong sách giáo khoa không? Trong sách giáo khoa nó cần cái gì thì mình cho nó cái đó rồi. Trong sách giáo khoa nó cần cái gì? Nó cần tạo độ đỉnh, mình có tạo độ đỉnh cho nó chưa? Rồi. Đúng không? Trong sách giáo khoa nó cần trục đối xứng, mình có trục đối xứng cho nó chưa? Rồi luôn. Hiểu ý thầy nói không các em? Mấy em muốn biết đúng sai các em có sách giáo khoa. Rồi. Trong sách giáo khoa nó cần giao tung với giao hoành, mình có giao tung giao hoành cho nó chưa? Rồi, nghe đây. Điểm này mình có giao tung giao hoành cho nó luôn rồi, là số 3 mình có rồi. Cái số 4. Vẽ parabol, chú ý khi mà hệ số A thì bề lõm quay lên mình làm đúng cái nào, bề lõm quay lên. Còn A dương âm thì bề lõm quay xuống. Đó. Thì cái này là A dương là bề lõm quay lên nè. Rồi bây giờ hiểu bài này bấm 1, hiểu bài này bấm 1. Rồi thầy sẽ phân tích cái bài của cô em sao, từ từ em hiểu bài này cái đi. Okay. Sao? Sao nó đi Thịnh? Lỡ mà ví dụ mà nữa em vô em kiểm tra cái em làm bài này cái em quên cái cách làm này á thầy, em làm theo cách ban đầu thầy chỉ là vẫn được không thầy? Nhưng mà thiếu, vẫn được nhưng mà nó không có theo tiêu chuẩn sách giáo khoa, tiêu sửa khoa còn thêm cái dâu SOE nữa, hiểu không? Dạ. Ờ. Thì nói chung là em vẽ giống như lúc trước thầy dạy mà em thêm cái dâu SOE nó thôi. Được chưa? Bấy bị. Được. Thì nó chỉ thêm cái bước này thêm thôi. Rồi một chút thầy vẽ thêm vài cái nữa là cái não của em nó sẽ thông liền. Rồi bây giờ một cái question tiếp theo. Một cái question tiếp theo là liệu gần thầy có thể bỏ hai cái điểm này ra không? Được hay không? Trả lời được hay không? Cái question tiếp theo là gì? Ví dụ như thầy vẽ cái ba bo này nha. Thầy bỏ hai cái điểm này mày luôn. Bỏ cái ra luôn. Được hay không? Trả lời cho thầy. Được, đúng rồi. Được. Được nha, bỏ được. Mình bỏ nó được luôn, có nghĩa là chúng ta được quyền bỏ, mình không cần vẽ hai cái điểm này luôn. Tức là chúng ta không cần ghi hai cái điểm bìa này ra luôn. Tại vì thầy đã dạy các em á, vẽ parabol cần tối thiểu mấy điểm? Trả lời cho thầy, nhắc lại. Vẽ parabol cần tối thiểu mấy điểm là mình vẽ được rồi. Dạ, ba điểm là chơi tốt trùng trụt được luôn. Nhưng bây giờ á, để theo tiêu chuẩn sách giáo khoa, thầy xin nhắc lại tóm tắt cho các em.
Để đúng tiêu chuẩn sách giáo khoa thì có những điểm em không được thiếu nè. Thứ nhất là cái đỉnh, đúng không? Thứ hai là giao hoành và tung. Rồi, thứ nhất là cái đỉnh, thứ hai là cái giao hoành với giao tung, được chưa? Thứ nhất là cái tọa độ đỉnh, thứ hai là cái giao hoành với giao tung là được. Xong, em vẽ xong rồi đúng không? Thầy sẽ chỉ em điền data nè. Bây giờ thầy chỉ điền data nha, từ từ. Thầy điền cái data thôi. Ví dụ như cái này, cái data là cái gì? Đừng có điền số lập phân nghe, điền số lập phân là sai á. Điền số lập phân. Thằng này là 32 phần 3 thì mình điền vô 23, 32 phần 3. 2 phần 3 thôi, điền vô. Rồi cái data của con này là nhiêu vậy? 5 phần 3 hả? Thì điền vô 5 phần 3. Còn data của cái này là trừ trừ 2 phần 3. Đúng không? Trừ 2 phần 3, đúng rồi. Còn cái data của cái này là trừ 3. Ủa? Cái data của cái này là trừ mấy ta? Ủa, cái này là nhiêu? Trừ 5 3 hả? Ok, trừ 5 3, xin lỗi thầy quên. Còn cái data này là nhiêu? Trừ 1 phần 3 đúng không? Cái data màu chấm màu xanh này, trừ 1 phần 3 em ghi nhỏ nhỏ thôi. Đó, trừ 1 phần 3. Rồi cái data này là 1 phần 3. Đi nhỏ nhỏ thôi nghe. Còn cái data bên đây là trừ 1. Và trừ 4 phần 3. Ghi nhỏ nhỏ thôi nghe. Tới cái data này là 4 phần 3. Cuối cùng là cái data bên đây là 7 phần 3. Và cái này là trục x. Còn đây là trục y. Còn cái này là số 0. Rồi tiếp, mấy em lấy cây viết chì á, mấy em kẻ cái trục đối xứng. Thì thường cái bacarbonate nó sẽ thể hiện cái trục đối xứng nó như vậy nè. Mình lấy cây viết chì nghe, lấy cây viết chì. Mình lấy cây viết chì mình kéo một cái đường nét đứt gì đó. Nó thể hiện cái sự đối xứng của đồ thị. Thầy kẻ nét đứt cho các em coi nè. Hiểu không? Kẻ một cái đường mà thể hiện cái tính đối xứng của đồ thị là xong. Rồi. Xong rồi đó. Rồi hết bài. Ê, cái trục đối xứng này không có được dạng trục. Rồi. Thì chính cái bài của cô em lại, thầy nói là cái bài của cô em Rồi bài của hiểu cô hơn. em, rồi thầy nói cho hiểu nè. Bài này mới gửi đúng không? Đây. Ủa bài này là giống bài bài của thầy giải không ta? Rồi, ủa bài này. Đây nè, đầu tiên là tọa độ đỉnh đúng không? Tiếp theo là bảng biến thiên thì mấy em biết rồi. Tại vì A âm cho nên bảng biến thiên đồ thị loại. Hàm số đồng biến thì thầy nói là có thể kết luận hoặc không, tùy trong sách giáo khoa đâu có nói đâu. Sách giáo khoa đâu có nói đồng biến nghịch biến gì đâu. Như vậy có thể nói là cái này là cô em chế thêm cho nên cái này đâu có trong sách giáo khoa. Hiểu không? Nhưng mà nếu em muốn theo cô hay em thì em ghi nè. Đồng biến là tăng đúng không? Thì ghi đồng biến là tăng. Rồi nghịch biến là giảm đúng không? Thì nghịch biến là giảm. Xong trục đối xứng là 3 2. Thì em thấy không? Đây. Như vậy thầy hỏi em nè, ở trong sách giáo khoa người ta xác định tọa độ đỉnh rồi ghi trục đối xứng, còn cô em ghi trục đối xứng ở đây là cô em đúng hay sai? Hả? Cô em vẫn đúng chứ không có sai. Sai. Không có sai, cô em vẫn đúng, thầy không hề nói cô em sai, nhưng mà ý thầy nói á, để thầy giải thích cho hiểu nè. Bây giờ ví dụ như mấy em muốn đi Cần Thơ đúng không? Mấy em muốn đi Cần Thơ thì mấy em có thể đi từ thị trấn Cái Tắc, xong mấy em đi qua cầu Đất Sét, xong mấy em đi qua cầu Gạch Dông, rồi mấy em đi ra tới Cái Gằng, rồi mấy em đi tới Ninh Kiều, rồi tới Cần Thơ. Như vậy thì hỏi các em á, là ngoài cái đường đó còn đường khác không? Hả? Còn đường khác không? Dạ còn. Còn, yes, còn đường khác. Thì nó chẳng qua là chúng ta có rất là nhiều cách làm thôi. Nhưng mà cuối cùng cái mục đích chung của việc các em hả, thầy hỏi các em nè, mục đích chung của việc các em học vẽ Parabon có phải là các em học tư duy không, học cái tư duy để có thể mô phỏng dữ liệu, thì làm sao á để các em hiểu cái tư duy để chúng ta mô phỏng dữ liệu là được, đừng có hơi bị xì chết quá. Rồi thầy sẽ giải thích lại cái cô em nè, cái cô em giải đúng ngang cũng sai đâu. Đầu tiên là ghi tọa độ đỉnh, tiếp theo bảng biến thiên, tiếp theo cái lượng đồng biến, tiếp theo dục tối xứng đúng không? Xong cô em ghi dâu y, xong cô em ghi dâu x đúng chưa? Vậy là đủ mấy điểm rồi, đủ mấy điểm rồi,
3 điểm rồi đúng không? Thêm một cái đỉnh nữa là đủ 4 điểm là dễ được rồi. Hiểu ý thầy nói không? Hiểu thầy bấm 1. Cái chỗ giao yếu giao y là sao với thầy Đây thầy cô? nói lại nè, thầy nói lại thầy chat trên đây cho em hiểu nghe, giao OY cho x bằng 0. Giao OX cho y bằng 0. Rồi bây giờ giả định như bây giờ em không thấy cái bài này luôn, thầy giải lại y gan cái bài này luôn cho em coi nha. Chịu không? Bây giờ chịu không? Bây giờ mấy người chịu thì bấm chữ chịu tôi đi. Tôi vẽ lại cái bài này theo cái tư duy của tôi cho mấy người hiểu nghe. À, theo cái tư duy của thầy. Tóm lại á, nó cũng chỉ là một vấn đề nhưng mà nó khác cách giải thích thôi. Nhưng mà thầy nhớ thôi, giống như hồi chiều thầy chỉ tiếng Anh cho thằng Tiến Đạt đây nè, thầy nói đây nè, debt cũng là nợ, debt cũng là nợ, rồi loan cũng là nợ đó, like bí là đi cũng là nợ luôn. Như vậy làm sao giải thích có những cái từ thì không hiểu nổi luôn. Tóm lại thì chúng ta dùng nhiều công cụ chúng ta cũng hiểu nó thôi, chứ em gắt gói quá về cái vấn đề thuật ngữ và copy giống nó làm gì. Được chưa? Rồi bây giờ thầy giải cho em coi nha, thầy giải nhanh nha, thầy giải nhanh nha. Rồi ok, y bằng gì vậy? Trừ x bình cộng x cộng 4 hả? Y bằng trừ x bình cộng 3x cộng 4. Bây giờ thầy sẽ làm cái thằng này ở trên hoàn toàn trên đây luôn nha, mà muốn làm ở đây thầy sẽ chỉnh ô cái. Thầy xin lỗi các em nghe, có một chuyện là thầy phải xin lỗi trước, các em phải chấp nhận cái lỗi này của thầy nha. Các em không chấp nhận là các em phải rời nhóm ngay bây giờ luôn, đó là các em phải chấp nhận một điều là chữ của thầy em rất là xấu, hiểu không? Chấp nhận không? Em mới chấp nhận một điều là chữ của thầy em là xấu, em mới chấp nhận điều đó rồi, còn thôi tao thua luôn. Chữ em cũng xấu, em phải chấp nhận là chữ thầy em rất là xấu. Thầy đã nói rồi, thử chữ thầy xấu quá à. Rồi bây giờ tôi vẽ cho coi nghe, một cái này làm sao tôi chỉnh nó bự lên trời. Rồi từ để tôi kiếm tôi chữ cái chỉnh cái phông chữ này nó bự lên ngay. Rồi tôi có cách rồi, tôi tăng cái độ này lên. Tăng lên nó 30 luôn đi, cho nó 30 luôn. Rồi thiệt á, tăng 30 mà sao nó kỳ vậy ta? À có thể là do cái này á. Ủa vẫn không tăng kích thước được ta? Mi có thể nào mi tăng kích thước của mi lên được không? Ta có một cách là ta tự ghi luôn. Khỏi. Y bằng cái gì? Ta có một cách luôn là ta tự ghi. Ta khỏi copy cái gì hết, x bình cộng x cộng 4 đúng không? Bỏ cái này luôn đi. Y bằng x bình cộng 3x cộng 4. Rồi ta tự ghi cái này luôn, ta không cần mi nữa. Rồi bây giờ tập xác định g, tự ghi tập xác định d bằng g xong gửi gì nữa đâu. Bây giờ thầy vừa ghi cái nào mấy em tự nhắc các bước cho thầy, các em tự nhắc với thầy đi. Tập xác định ngầm tỉm gì nữa mấy em? Tập xác định ngầm tỉm gì nữa? Tọa đỉnh đúng không? Tọa độ đỉnh đây. Tọa độ đỉnh. Đừng có xì chết nghe, tôi nói rồi đừng có xì chết. Học từ là trừ b chia 2a là trừ 3 phần 2 đúng không? Với nhiêu vậy? Trừ 3 phần 2 với nhiêu vậy? Đứa nào bấm giùm thầy cái ơi, đứa nào bấm giùm thầy cái ơi. Trừ 3 phần 2 với nhiêu vậy? Alo, alo, cần một thanh niên trợ giúp. Trời ơi, tôi nhờ có nhiêu rồi. Trừ 1.5 hả?
trừ 1.5 là ít rồi Nguyên Anh, còn thầy hỏi y kìa, đừng có để trừ 1.5, 25/4. 25 phần tư phải không, 25 phần tư. Rồi tiếp theo mình ghi trục đối xứng đúng không, trục đối xứng, trục đối xứng, trục đối xứng là x bằng trừ 3 bằng 2 đúng không. Rồi tới bảng biến thiên đúng không, các em có đồng ý bây giờ tất cả tụi mình là có chịu thầy ghi cái bảng biến thiên không, là bỏ luôn cái bảng biến thiên. Thầy thấy sách giáo khoa, thầy là thầy thấy sách giáo khoa nó không ghi bảng biến thiên rồi đó, thầy là thầy thấy sách giáo khoa nó không ghi đó. Nhưng mà thực sự là nếu là thầy là vai trò giáo viên nha, thầy sẽ nói nè, tất cả những cái em ghi á nó chỉ là công cụ thôi, quan trọng là cái mức độ thấu hiểu các em tới đâu á. Rồi giờ muốn ghi đúng không, tôi ghi luôn bảng biến thiên là tôi ghi BBT nha, rồi mấy người tự hiểu này là bảng biến thiên nha. Rồi tôi vẽ bảng biến thiên ra thôi đúng chưa, trừ 3 phần 2, 25 phần 4 đúng không. Rồi có cần tôi ghi là bảng biến thiên là A dương, A bằng 1, người lớn không, rồi Siga, A dương thì đồ thị dương, âm lòi dương lõm đúng không, này thị lõm, đồ thị lõm, đồ thị lõm, được chưa, đồ thị lõm. Còn thật ra đó, nếu mà em không ghi cái này thì em vẽ ra cái đồ thị lõm thì cô em cũng biết là đồ thị nó lõm rồi, không cần ghi này. Trời ơi, nói chung là ghi cái gì đó em ghi càng chi tiết thì nó càng tốt cho em thôi. Cái này là âm vô cùng, cái này là dương vô cùng. Mấy người không tin tôi, mấy người hỏi A1 coi, A1 loại học khác thôi, tôi đảm bảo mấy người luôn á, lõm như thằng này không được rồi, lõm thằng này phải nằm ở dưới à đúng không, lõm thằng này nằm ở dưới à, lõm nó phải nằm vậy nè, rồi thì lõm mà. Ủa, âm lồi dương lõm, coi ghi cái sai đề không. Dương lõm đúng mà, cái này là dương vô cùng đúng không, cái này là dương vô cùng đúng không, cái này là phải 25 phần tư không. Rồi các em có cần thầy cách luận đồng biến dịch biến giống cô em đúng không, có cần thầy cách luận đồng biến giống Dạ không. tự ghi được không. Tự ghi nha. Em nhưng mà những cái bếp của cô em không biết vẽ, lại quan trọng là nhìn vô em không biết vẽ. Rồi bây giờ bình tĩnh, bây giờ tự ghi nha, hàm số nghịch biến trên khoảng nào, trừ vô cùng cho tới 3 trừ 3 phần 2. Nghịch biến là cái khoảng mà Thầy ơi, nó đang giảm nè, cái khoảng mà nó đang thầy giảm ơi, cái gì, cái tọa độ đỉnh y, cái tọa độ đỉnh y là 7/4. cái gì trời, cái gì vậy, Bảy phần tư cái gì đó, thầy ơi, đứa em nào cũng ghi 7/4 25 thầy phần ạ. tư nha. 7/4 thầy. Đứa nào thuốc tôi vậy, đứa nào nói 25 phần tư. À, thầy ghi lộn cái đề rồi. Trừ x bình cộng 3x cộng 4, thầy xin lỗi. Tôi khổ thiệt mà. Đúng rồi đó thầy. Nãy giờ cũng Để nhắc. cho em suy nghĩ. Vậy bây giờ mình phải làm cái gì? Mình phải chia tay mấy đám này luôn. Ok, không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao, tôi rất là kiên nhẫn. Đúng rồi. Tôi là người thầy kiên nhẫn nhất trên thế giới. Thầy leo hả, biết bao nhiêu ngọn đèo mà mấy em thầy xử không được mấy em sao. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi lại cái này nha, là cái tọa độ đỉnh này nè, thầy ghi lại cái sổ lại các em cứ học thầy đi, nếu mà thầy không cho em được cái gì thì mấy em nghỉ thôi, có gì đâu, thầy là vậy đó. Còn á, giáo viên thì thường họ sẽ không có vậy đâu, không có gì đâu. Đỉnh à, em hiểu hiểu kệ em, họ sẽ không quan tâm đâu. Đỉnh y là 3 phần 2 đúng không, xong rồi 25 phần 4 đúng không, rồi xong trục, được trục đối xứng, trục đối xứng là x bằng 3 phần 2. Rồi bảng biến thiên là trừ vô cùng tới 3 phần 2 tới dương vô cùng
ít thì mấy em phải tự tin lên, mà muốn tự tin mấy em phải làm một cái gì đó, đừng có ngồi chờ người ta giúp mình tự giúp mình. Rồi các em sẽ ghi nè, hàm số nghịch biến trên đầu, hàm số đồng biến trên đầu. Rồi bây giờ ai ai đã biết nhìn khoảng đồng biến nghịch biến thì bấm 1, ai chưa biết bấm 0 thì chỉ cho nhìn nè. Chưa biết đúng không? Chưa biết đúng không? Rồi chưa biết rồi tôi vẽ cái đồ thị Covid cho mấy người coi luôn nha. Tôi vẽ một cái đồ thị Covid. Rồi từ từ tôi vẽ một cái đồ thị Covid cho mấy người coi, có mấy người biết cách lận không nha. Cái này là J, cái này thì ghi là J. J có nghĩa là ngày nhé. J. Được chưa? Còn cái này là số K nha. Số K nha. Rồi bây giờ cái này là day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, day 9, day 10, 10 ngày. Ví dụ thầy xét một cái đồ thị Covid trong 10 ngày đi. Còn cái số K thì nó có thể là 10K. Thôi 10K ít quá, 100K đi. Cái tắt vài bữa nữa vài trăm K bây giờ. 10K ít quá. 300K, 400K luôn. Chơi luôn, 500K. Rồi ok. Đây là số ca nhiễm ở thị trấn Cái Tắc trong những ngày qua. Ngày thứ nhất ở thị trấn Cái Tắc thì lác đác 20K thôi. Nằm ngay đây. Đúng không? Ủa tự nhiên sao tôi bị mất vậy? Ngày thứ nhất là lác đác 20K. Xong vài bữa nữa nó sẽ tăng vậy nè. Xong tới ngày thứ 7 nó sẽ dậy. Xong tới ngày thứ 10 nó lại tăng lên. Rồi ok. Như vậy thầy nói vậy có mấy em hiểu nha. Thì cái số K này có phải Y không? Trong toán học có hỏi gọi cái số K là chữ Y không? Còn trong toán học mình có phải mình gọi cái J này nè là chữ S không? Được chưa? Cái số K này chúng ta mô phỏng nó bằng một cái hàm số Y. Còn cái J là cái ngày chúng ta mô phỏng nó bằng ẩn S. Như vậy thầy nói vậy nếu mà ai hiểu bấm 1 nghe thầy sẽ nói nè. Hàm số này sẽ đồng biến trên khoảng từ 1 cho đến 7. Hàm số này sẽ nghịch biến trên khoảng từ 7 đến 9. Và hàm số này sẽ đồng biến trên khoảng từ 9 cho đến 10. Hiểu bấm 1, không hiểu bấm 0. Hiểu bấm 1. Rồi, không hiểu nữa phải không? Rồi, giờ không hiểu thì là tôi lại tìm cách cho hiểu nữa. Tôi lại tìm cách cho hiểu nữa, có rất nhiều cách để em hiểu. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ thầy không dùng thuật ngữ toán học nữa. Rồi bây giờ thầy dùng thuật ngữ khác cho em hiểu nha. Rồi. Thầy sẽ dùng thuật ngữ khác nè. Bây giờ thầy dùng thuật ngữ này nếu hiểu là bấm 1 nha. Thầy nói nè, số ca nhiễm bệnh tăng từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7. Và từ ngày thứ 9 tới ngày thứ 10. Số ca nhiễm bệnh sẽ giảm từ ngày thứ 7 cho đến ngày thứ 9. Hết. Hiểu bấm 1, không hiểu bấm 0. Cần nói lại không? Số ca nhiễm bệnh sẽ tăng từ ngày thứ 7, tức từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7. Và từ ngày thứ 9 tới ngày thứ 10. Và số ca nhiễm bệnh nó sẽ giảm từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 9. Vậy sao sao Hoàng Quy bị gì vậy? Sao tính nói gì Hoàng Quy như sao tắt mic luôn rồi không? Ủa sao Hoàng Quy tắt mic luôn rồi? Em muốn nói gì với thầy vậy? Thầy nói lại từ từ cái này. Rồi thầy nói lại từ từ nha. Tao nói thiệt là chậm luôn nha. Ok. Rồi thì nói lại, số ca nhiễm bệnh sẽ tăng từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7 và từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 10. Số ca nhiễm bệnh sẽ giảm từ ngày thứ 7
đến ngày tháng 9. Thầy không có nói gì tới toán như thế này, thầy chỉ nói theo cái đây đây thôi. Quốc quy bị gì rồi? Cái gì nó bị gì vậy? Wi-Fi chấm than á thầy. Ừ, thầy hiểu wi-fi chấm than là nó có thể thứ nhất là cái wi-fi nóng quá, thứ hai là cái lượng truy cập quá đông á, em phải đóng cái wi-fi em lại. Kim Cương ơi, gán lên em, gán lên 100% coi sao em không biết năm mày gầu quá à. Rồi thằng này lại mất mạng nữa. Thầy ơi, em có thể nói là tăng là đồng biến còn giảm là nghịch biến không thầy? Đúng, chính xác. Đúng hả? Đúng rồi, tăng là đồng biến còn giảm là nghịch biến. Khi mà x tăng, x tăng y tăng thì là đồng biến, x tăng mà y giảm thì nghịch biến. Đúng rồi. Dạ vậy thầy nói vậy cho mấy bạn thôi. Thì nãy giờ thầy nói gì đó, thì nãy giờ thầy nói gì đó, thầy có nói gì khác đâu. Thầy nói rõ ràng là số ca sẽ tăng từ ngày thứ nhất tới ngày thứ bảy, và số ca sẽ giảm từ ngày thứ bảy tới ngày thứ chín, và số ca sẽ tăng từ ngày thứ chín tới ngày thứ 10. Thầy chưa nói tới đồng biến nghịch biến mà, hiểu chưa? Thầy chưa ra, thầy nói tới đồng biến nghịch biến thì nãy giờ thầy nói tăng giảm mà. Kim cô hiểu chưa? Rồi hiểu rồi, trời ơi tôi mừng quá. Rồi bây giờ còn một cái thằng nằm ở ngoài luôn kìa, hai thằng luôn. Vô chưa? Quy hoàng, hoàng quy, dốc có quy vô được chưa vậy? À, em trong tài khoản em còn 10.000 em bật 3G luôn thề. Chơi luôn, rồi không sao. Chơi luôn. Rồi không sao. Đứa nào mà có khó khăn về tài chính thì nói thầy nghe, thầy sẽ cân nhắc miễn giảm học phí cho mấy em. Nhưng mà nếu mà nguyên nguyên một nhóm mình mà kêu miễn giảm thì quá là tôi cho nguyên nhóm nghỉ luôn. Tại vì sẽ không đủ cái kinh tế để duy trì cái nhóm này. Nhưng mà thầy hứa sẽ giảm học phí, đúng không? Rồi. Bây giờ á, nhưng mà thầy nói nha, ở trong toán học mà em dùng cái thuật ngữ đời thường là các giáo sư toán học không chịu. Hiểu không? Hiểu ý thầy nói không? Khi mà em học toán thì em phải dùng thuật ngữ của toán. Em nghe thầy với đây. Rồi ok. Rồi. Thầy xin lỗi, thầy không nên gáp. Rồi. Bây giờ thầy nói lại nè. Khi mà em trình bày trong toán học á, nó cùng một vấn đề nhưng mà em phải dùng theo theo ngôn ngữ toán. Nó cũng giống như khi em qua nước ngoài thì em phải nói tiếng Anh thì người ta mới chấp nhận. Còn em nói tiếng Việt thì đôi khi người ta không chấp nhận đâu. Cho nên bây giờ mình chuyển qua ngôn ngữ toán nha. Bây giờ thầy nói ngôn ngữ toán này nghe, bình tĩnh nha. Bây giờ nè, thầy sẽ gắn cái số K này nè là một hàm số Y. Đúng không? Cái hàm số Y nó sẽ có cái lượng, nó sẽ có cái lượng thông tin mô phỏng theo cái data này nè. Còn cái số ngày nhiễm thì thầy gắn nó là một cái biến ẩn X. Thì cái hàm số Y này nó sẽ chạy theo cái ẩn X đúng không? Là có phải là Y bằng FX không? Y bằng FX. Như vậy thì nó sẽ nói theo cái thuật ngữ toán học nha, bình tĩnh thôi em. Nếu mà không hiểu thì bữa sau mình làm sao mình hiểu thôi. Thầy sẽ nói nè, hàm số này nó sẽ đồng biến trên khoảng từ 1 cho đến 7. Và nó sẽ nghịch biến từ 7 đến 9. Và đồng biến từ 9 cho đến 10. Trong khoảng, thầy nói lại, hàm số sẽ đồng biến trên khoảng từ 1 đến 7 và từ 9 tới 10. Hàm số nghịch biến trên khoảng từ 7 đến 9. Rồi hiểu thì bấm 1, chưa hiểu thì lại nói nữa. Up phần cái đầu của mình lên, up phần lên, tưởng tượng một tí xíu. Up phần lên. Thầy ơi. Hả? Thầy ơi. Sao? Vậy là cái 1 nó từ 1 nó tới 7 là nó tăng lên. Đúng. Là đồng biến. Đúng. Còn cái 7 nó bị giảm xuống tới 9 là nghịch biến. Đúng không thầy? Rồi từ 9 nó tăng lên 10 là đồng biến. Đúng. Đúng không? Đúng. Em nghe được từ 1 tới 9 hả? Nhưng sao nghe 1 tới 9? Có phải là tôi bị khùng rồi là em nghe không rõ là sao trời? Bây giờ sao em trời? Này á, như BNC với thầy, nãy giờ thầy gấp như BNC vậy đó. Bên em nó cứ giật cho thầy. Bây giờ tại sao thầy như BNC là tại cái mạng của em, không phải tại thầy đâu.
Có phải là nghe thầy nói một câu cái nó ngắt một câu cái nó giật một câu đúng không? Binz là ai? What happened khoai nó hỏi luôn Binz là ai? Binz là làm rapper đó thầy. Thầy không biết Binz là ai, thầy biết Kyrie Wowy không à? Thầy không biết Binz là ai hết trơn á. Thầy biết hai thế giới cuộc cuộc sống luôn mà chứ thầy không biết cái gì hết trơn á. Rồi, rồi em đối thì em gọi đi. Bây giờ là, hả? Binz là em là thầy. Rồi thôi qua Binz đi, giờ qua cái này đi. Đó thấy không, có một đứa nó rồi nè. Rồi thôi không sao không sao không sao, từ từ. Thầy sẽ kiên nhẫn thầy dạy em. Rồi. Bây giờ hàm số nghịch biến thì mình sẽ ghi nghịch biến nè. Hàm số nghịch biến trên khoảng, đó là nó nghịch biến trên khoảng này đúng không? BCD là gì tôi không biết gì luôn. Nhưng cái BCD nên nó đang xuống này đúng không? Thì em sẽ ghi nè. Hàm số này sẽ nghịch biến trên trên khoảng nào? Trời ơi, tôi ghi chữ khoảng sao nữa à? Mấy em học không hiểu hoài á, thầy mất kiên nhẫn thầy đuổi học hết trơn luôn. Rồi hàm số đồng biến trên khoảng nào? Trên khoảng. Mấy em mà không hiểu hoài là làm bad boy luôn á. Từ trừ vô cùng tới 3 phần 2. Rồi. Ok. Bây giờ tới mình cho điểm nha. Bây giờ nghe thầy cho điểm nè. Nghe nè. Bây giờ nghe nghe thầy nghĩ nghe cái tư duy của thầy nè, trước khi mình cho điểm mình cho dâu SOE trước đi. Hiểu không? Lúc có phải lúc trước là chúng ta cho điểm rồi chúng ta mới dâu SOE đúng không? Vậy bây giờ thầy muốn các em thầy khuyên thôi, mình dâu SOE trước. Rồi mình cho điểm sau, hiểu không? Ok giờ anh thầy thấy cái đó là ngon, có vẻ ngon hơn á. Sao? Thầy ơi. Sao? Bây giờ là một hồi hồi thầy lấy cái bài mà trong cái tài liệu của thầy á, thầy lấy một bài trong đó thì giải theo cái cách này cho cái thầy. Không, giải theo cách đó của cô em cũng được đâu. Cái bài cái cách giải của cô em là chỉ giải được một vài bài rồi là đơn giản thôi, còn cái bài mấy bài của thầy em giải theo cách đó là no hope luôn á, không có hy vọng đâu. Không có hy vọng. Trời ơi, giải xong khùng luôn á. Ờ, à, không có hy vọng. Bây giờ nhưng mà em cứ giải bài này chứ đi, coi thầy dâu y chứ nha. Dâu y. Thầy ghi dâu y nè. Dâu y. Ủa, dâu thầy ghi chữ dây luôn rồi. Dâu y. Thầy sẽ cho x bằng 0. Thầy cho x bằng 0 đúng không? Thầy sẽ ghi y đúng không? Đố em x bằng 0 y bằng mấy? Trả lời được không? Y bằng 0 y mấy? Trừ 1 hả thầy? Không. Dạ, y bằng 4. Y bằng 4. Làm sao tụi mình biết mấy em? Tụi mình thấy x bằng 0 vô cái hàm số này nè, vô cái hàm số nguyên thủy của mình á. Thấy x bằng 0 vô cái hàm này thì y nó bằng 4. Cái hàm mà hình phân phân màu xanh lá cây nè. Rồi ai hiểu x bằng 0 y bằng 4 thì bấm 1, ai không hiểu bấm 0. Cái cấu trúc là khi mà cho x em sẽ tìm được y, hoặc là em cho y em sẽ tìm được x thôi. Cho x bằng 0 y bằng 4. Rồi đó là dâu y nha, nó có một điểm một à. Nó có một điểm một thôi. Bây giờ để mình dâu x nè. Dâu x. Mình dâu x có phải là mình cho y bằng 0 không? Mình cho y bằng 0 á thì em phải suy ra được cái gì? Lúc này nó không phải là một nghiệm đâu mà nó là nguyên một cái phương trình bậc hai luôn. Các em nhìn đi, các em nhìn lên cái cấu trúc này nè. Khi mà chữ y nó bằng 0 thì có phải cái này nó biến thành một cái phương trình bậc hai không? Thì cái này chúng ta sẽ biến thành là trừ x bình phương. Ừ, trừ x bình phương rồi cộng 3x cộng 4 bằng 0. Cái này là thầy giải kỹ đó, chứ nếu mà giải tắt thì thầy sợ mấy đứa kia nó không hiểu. Rồi Khánh out đi, rồi nhức đầu thì out đi em. Hai nghiệm 40 trừ 1 hả? X bằng 4, X bằng trừ 1. Ủa, mấy đứa kia biết bấm cái phương trình này không vậy? Không. Mấy em biết bấm phương trình bậc 2 không vậy? Không biết thầy nói thầy nghe. Thầy dạy cho cách bấm. Mod 51 vậy hả thầy? Mod 53 ông ơi, mod 51 rồi mod 51. Rồi, mới bấm được chưa? Ok chưa?
Dạ chưa, rồi dạ chưa thì thầy bấm cho coi. Thầy bấm cho coi nha. Hồi bữa thầy gắt được cái máy của mày. Nhưng mà thầy mắc cười lắm, thầy gắt được cái máy mini á. Rồi nguyên ngày thi đuối, rồi bye đi em. Thầy xin lỗi là làm mất thời gian của em quá, thầy xin lỗi. Đáng lẽ là thầy không có nên đi. Hôm nay không sao thầy ơi, mấy bạn đó đuối thôi chứ sức mình em còn trâu lắm. Em với Thịnh làm tới 3 giờ sáng luôn rồi này. Bữa mấy anh em làm mấy cái bài toán dữ quá rồi, tụi em làm tới 3 giờ sáng rồi em mới ngủ rồi Cố lên, cố lên, có thầy ở bên các em. này. Em làm từ 9 giờ tới 3 Không, giờ. mà mấy em nào mà học giỏi giỏi á, mà mấy em thấy cảm giác là thầy nói trước nha. Những học sinh mà giỏi giỏi mà mấy em cảm giác là thầy dành thời gian cho mấy bạn học yếu nhiều quá thì mấy em cứ mạnh dạn em nói thầy ơi, em cảm giác thầy toàn dạy mấy bài dễ không à. Em xin phép thầy tách nhóm để thầy dạy em mấy bài khó hơn. Em cứ mạnh dạn em nói thầy sẽ tách, đừng lo. Thầy sẽ tách nếu mà em cảm giác tự nhiên mấy cái vấn đề em hiểu chưa, thầy cứ nói đi nói lại, nó đi nói lại, nó đi nói lại hoài. Em cứ nói thầy tách nhóm bình thường. Còn nếu mà thầy không có thời gian tách nhóm đúng không, em biết thầy làm gì không? Thầy trả tiền em lại, thầy cho em nghỉ đó. Thầy là vậy đó, thầy cái tính thầy là vậy đó. Em phải xác định khi học với thầy là cái gì là phải ra cái nấy, có gì bất mãn thì cứ nói, không có được im im. Rồi bài thơ rồi mất 53 nha, thầy bấm cái này mini trừ một Thầy hả, ba chị bốn nào ra em qua bên gấp quá em kiểm tra nha thầy. rồi x bằng 4 x bằng trừ một, các em x bằng 4 x bằng trừ một đúng không, rồi là hai nghiệm này. Nhưng mà các em lưu ý nha, là lúc này chúng ta có 4 điểm rồi, chúng ta mắc cái gì mà chúng ta phải cho thêm điểm, đủ 4 điểm rồi. Thầy liệt kê lại 4 điểm cho các em coi. Hả? Sao? Em bấm cái đó thôi mà nó ra không phải 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 góc chơi luôn. Rồi có, thầy bấm cho em coi nè. Nhìn thấy cái máy của thầy không? Mod 53 nè. Từ từ em bấm. Từ từ em bấm lên Trừ đây luôn 1, nè. 3, 4. 3, 4. Rồi bài các em. Trừ 1, 3, 4. Là 4 với trừ 1 đúng không? 4 với trừ Em 1. chào đây. Ừ. Trừ 1, 3, 4 nè. Trừ 1, 3, 4, đúng không? Em ra bằng 4 mà thầy. 4 với trừ 1 đúng không? Ai kiểm tra quá thì ra đi mấy em. 4 4 với với trừ trừ 1. 1. Rồi, ok. Giờ mình vẽ cái mình thống kê lại cái điểm đi. Hiểu không? Thầy thống kê cho em dễ nhìn, hiểu không? Hiểu ý thầy vẽ cái bảng này không? Chỉ đơn giản là thầy thống kê cho em dễ nhìn thôi, chứ cái bảng này cũng đâu có gì đâu. Ok chưa? Hiểu vai trò cái bảng này nó chỉ được bảng thống kê cho em dễ nhìn thôi. Cái tọa độ đỉnh là nhiêu? Nhiêu? 3 phần 2 với mấy? Với 25 phần 4 hả? Rồi hai cái điểm hai bên là mấy? Một cái điểm là 0,4. Với một cái điểm là trừ 1, 0. Với một cái điểm là 4, 0. Mấy đứa hiểu này không vậy? Mày thống kê thôi. Đây nè, x Em bằng hiểu. 3 phần 2, y bằng 25 phần 4. X bằng 0, y bằng 4. Rồi x bằng 4, y bằng 0. X bằng trừ 1, y bằng 0. Đó, thì mình có 4 điểm mà mình quất vô mình vẽ thôi. Cái đó là thầy đi một bước nữa không thầy? Cái gì? Đi bước là sao? Ôi, là em hiểu lộn mày. Bây giờ thầy hỏi là ví dụ như em được quyền tìm thêm mấy điểm ngoài đây không? Được quyền không? Dạ được. Được. Dạ được, tốt ngay. Được, em muốn tìm em tìm thôi, nhưng mà thầy đã nói một cái parabol tối thiểu là cần mấy điểm để vẽ? 5 điểm. Dạ 5 điểm, ở 3 điểm. 3 điểm mà cái này được 4 điểm rồi, em muốn vẽ em vẽ thôi. Muốn vẽ thì vô vẽ thôi, gì đâu, giờ vẽ. Muốn vẽ thì mình vẽ thôi, rồi thôi thôi thầy vẽ nha. Thầy lấy mực đỏ đi. Thầy ơi, Ừ? thầy cho em hỏi cái này nghe, tại sao cái này là bên trên ít đó, đó là không, ở dưới y là 4, mà sao qua đối xứng đây trừ 1, ở dưới không là sao vậy thầy? Đây nè, em nhìn nè. Khi mà em cho y bằng 0 là em ra được hai cái x đúng không? Dạ. Thì lúc em ghi tọa độ là em ghi x trước y sau ha, y trước x sau. Dạ là
ít trước y sao? Nè, thì thầy ghi nè, x bằng 4, y bằng 0, x bằng trừ 1, y bằng 0, thì x trước y sau. À, rồi rồi hiểu rồi thầy. Tại vì một cái y này nó đẻ ra được hai cái x thì mình ghi lại thôi. X bằng 4 thì bằng 0, x bằng trừ 1, y cũng bằng 0 luôn. Rồi dễ thôi. Rồi, ok. Giờ mình vẽ nè, một cái là 04 đúng không? Là cái hệ chấm màu xanh nha. 04 lần này. Một cái là 3 phần 2, 25 phần 4. 25 phần 4 là nhiêu? Giờ đứa nào đổi cho thầy coi. 25 phần 4 là mấy? Phần 4 là mấy vậy? Bằng 6,25. 6,25 đúng không? Như vậy là cái này mình cần phải dài hơn chút xíu. Chết mò rồi, tự nhiên bẻ bẻ gãy cái trục này luôn à. Hiểu thầy nói không? Cái này cái trục đứng là mình cần dài thêm xíu. Nè, ví dụ như tại sao á, tự nhiên cái em bấm ra 6,25 là thầy phải bôi cái trục này thì dễ lại. Tại vì cái trục này á tới đây là 6 đúng không? 6,25 là nó nằm ngay giữa này, cái này đâu có đủ đâu. Ok chưa? Thầy vẽ lại. Thầy vẽ nó lại. Vẽ lại. Ý. Mà, tự nhiên thầy thấy cái gì? Rồi ok, thầy vẽ nó cao lên tí xíu đi. Rồi, mũi chân đây nha. Rồi. Bây giờ 6 này nãy là 04 này đây nè. Rồi. Ngay đây, rồi. 3 phần 2 là 1,5 đúng không? 1,5 là ngay đây. 6,25 là lên đây 2 ô nữa. Ôi, 6,25 là ngay giữa đây nữa. Rồi. Không hiểu cái điểm thầy chấm không? Hiểu cái điểm thầy chấm thì bấm một cái đi. Hiểu cái điểm thầy chấm ngay đây nè. Mấy em phải dành từ từ, thầy chỉ các em cái chấm điểm thì mấy em chấm thì chấm chính xác nha, không có chấm sai nha. Ví dụ như cái tọa độ là 3 phần 2 với 6,25 phải chấm thiệt là chính xác nha. Rồi bây giờ mình kéo nét đứt thôi. Nét đứt thì để màu đen đi. Rồi. Rồi. Là em lưu ý cái thằng này là thằng đỉnh nha. Rồi cái là trừ 1, 0. Trừ 1, 0 là ngay đây nè. Trừ 1, 0 là ngay đây. Với một cái là 4, 0 là ngay đây. Rồi vậy giờ mình có cái rồi mình vẽ thôi. Mình vẽ thôi. Ba bon của mình là vậy nè. Có ba cái bon của mình là gì nè. Ok cho baby. Rồi bây giờ mình điền cái đây đây thôi. Mình điền thấy cái đồ thị của cô em vẽ không? Nhưng mà đưa mấy cái đồ thị của thầy á là mấy em vẽ cái này không có được đâu. Nó không mang tính tổng quát đâu. Rồi cái này là nhiêu? Nhưng dần tới dần em vẫn chưa hiểu tại sao giao được cho OX tôi. Tại sao giao được cho OXOY hả? Thật ra bất kỳ cái Em đồ vẫn chưa hiểu tại nãy nó lắc dữ lắm luôn thầy, em không nghe được cái chỗ giao lý tôi. một chút lật Cái này video em coi muốn lại, nghe em một chút lấy cái muốn video này cười. coi lại, rồi bữa sau không hiểu nó hỏi thầy gì thích nữa, đừng lo. 3 phần 2 là ngay đây đúng không, còn ngay đây là trừ 1 đúng không, ngay đây là 4 đúng không, còn trên đây là 4, còn đây là 25 phần 4, còn ngay đây là y, còn ngay là số 0. Xong cái mình trẻ kẻ cái nét đứt nữa, mình kẻ thêm cái nét đứt nữa là xong. Để cái nét, để cái đường nét đứt xuống đây nè, đó anh chụp nó xuống rồi hết rồi đó, hết rồi chị anh. Xong đó muốn hỏi với thầy gì nữa anh hỏi đi, thầy trả lời luôn. Còn em muốn biết là giao SOE là cái gì á thì một chút lật cái video này coi lại. Hết chưa thầy? Hỏi lại, nhiều quá hỏi lắm. Đừng có sợ chết, hãy thư giãn đi, thằng này đúng quá nè. Thư giãn thôi. Cái gì? Thầy Sao? ơi, à, nếu mà mấy anh em mà hiểu hết toán lý hóa của lớp 10 này là mấy nghe là hết dịch luôn á thầy. Ừ. Không có cần hiểu hết đâu, thật ra là thầy cần mấy em là làm có khoảng 7-8 điểm là ok rồi, đâu cần em hiểu hết.
Tức Ủa là thầy, rồi lỡ em đợi. giờ vô thi em làm cái thầy được, em không cần làm cái này nhưng mà em làm cái cách của em, hiểu em làm theo cách của em, hiểu cái cách của thầy chỉ em, ghế cho em làm được này. Nhưng mà em đừng có thiếu cái dao ấy đâu bây giờ được. Ui em không biết giao mà lấy gì giao trời. Thì một chút coi lại video. Ok. Không biết thì học cho biết, có cái gì đâu mà em sợ. Rồi nghĩ được chưa? Mình em bị lủng bánh xe thầy ơi, đang lủng bị lủng bánh xe. Rồi nghỉ đi mấy em, nghỉ đi. Ngày mai mình tiếp, ngày mai mình sạc năng lượng mình làm tiếp nha. Ngày mai mình có cái giờ bài tập lúc 7:30 đó mà. Nhớ không? Mai làm tiếp. Bye bye thầy. Bye các em, ngủ đi. Bye bye thầy. Chào các Em đi em. làm bài tập Chào quá. thầy. Ừ.